mọi người. Đấy, không hề có dấu vết gì luôn, gần như không không nhìn thấy đúng không? Hết sạch luôn, sạch sẽ luôn rồi. Em mình còn hai nút được cả vai to. Đấy à? Mà vâng đang à? Sợ cứ sợ đau, đau bảo đau, cứ đốt thử cái này đi đã. Nhẹ nhàng mà, đấy sạch đấy, sẽ luôn, không okay. có dấu vết gì luôn. Chúng ta sẽ còn một cái nốt, ba nốt con rồi đấy. Thực ra trên mặt của mỗi người ấy, cái nốt ruồi rất là nhiều, li ti luôn. Cho nên là mọi người nhặt sạch đi thì mặt nó sẽ trắng hơn, nó không bị đen nhá. Để cái nốt ruồi nhiều là nó đen mặt mặt hơn ấy. Vì là các cái nốt ruồi li ti nó nhìn tổng thể khuôn mặt, ví dụ mỗi một mặt mà có khoảng 10-20 nốt ruồi là trông mặt đen hẳn luôn. Đấy, hết luôn nha mọi người, đây trắng luôn này, không còn cái dấu vết gì luôn. Đấy, xong rồi đấy em, nhanh không? 4 nốt liền giải quyết chỉ trong vòng chưa đến 1 phút. Đấy, giống như rất là nhiều người thì bạn này cũng rất là sợ đau này. Đấy, không chào mọi người, lâu lắm mới quay trở lại. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube nhá. Trinh Nguyễn nhá. Lâu lắm rồi mới có cái video thực tế cho khách hàng xem về cái mụn thịt. Hôm nay thì có một bạn gái nữ là bạn ấy đốt ba cái laser, ba cái nốt ruồi tại ba vị trí. Đấy thì mình sẽ quay trực tiếp để hướng dẫn mọi người cách đốt mụn thịt nhá. Đó, như vậy chị nào, ok em phóng to ra là chị nhìn thấy cái nốt ruồi thôi. Đầu tiên là chưa một video nào mình hướng dẫn mọi người cách ủ tê, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách ủ tê. Trước khi làm mụn thịt thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải ủ tê này. Đấy, và dùng tăm bông để vệ sinh vết tê. Ở chỗ này là hai nốt đấy chứ chị Hòa? Ừ, hai nốt đấy em, hai nốt liền nhau đó, bạn mở mới mới mọc thì đốt là nó nhanh hết. Ở mặt của bạn nữ này hai cái nốt này là mới mọc nên là đốt một tí là nó hết luôn và không để lại sẹo luôn mọi người. Đấy, không hề có dấu vết gì luôn, gần như không không nhìn thấy đúng không? Hết sạch luôn, sạch sẽ luôn rồi. Em mình còn hai nốt được cả vai to. Đấy à? Mà đang sợ cứ sợ đau bảo cứ đốt thử làm cái này đi đã thì... Nhẹ nhàng mà, đấy sạch đấy, sẽ luôn, không okay. có dấu vết gì luôn. Chúng ta sẽ còn một cái nốt, ba nốt con rồi đấy. Thực ra trên mặt của mỗi người ấy, cái nốt ruồi rất là nhiều, li ti luôn. Cho nên là mọi người nhặt sạch đi thì mặt nó sẽ trắng hơn, nó không bị đen nhá. Để cái nốt ruồi nhiều là nó đen mặt mặt hơn ấy. Vì là các cái nốt ruồi li ti nó nhìn tổng thể khuôn mặt, ví dụ mỗi một mặt mà có khoảng 10-20 nốt ruồi là trông mặt đen hẳn luôn. Đấy, hết luôn nha mọi người, đây trắng luôn này, không còn cái dấu vết gì luôn. Đấy, xong rồi đấy em, nhanh không? 4 nốt liền giải quyết chỉ trong vòng chưa đến 1 phút. Đấy, giống như rất là nhiều người thì bạn này cũng rất là sợ đau này. Đấy, không hề có dấu vết gì. Bạn ấy rất là sợ đau, sợ tổn thương vân vân. Thế nhưng mà trong quá trình chị làm như này em có bị đau không? Không. Không đúng không? Nhanh đúng không? Không à. Ban đầu là bạn chưa đốt bao giờ, bạn rất là sợ đau, nhưng mà thực ra nếu mà làm đúng kỹ thuật thì gần như là không đau luôn mọi người. Đấy mọi người, mình zoom sát cho mọi người xem này, không có chân luôn. Hai hôm nữa cái vảy của nốt ruồi này nó còn tự bung ra cơ, cho nên là sẽ không hề nhìn thấy chân, không có sẹo luôn nha mọi người. Do là sử dụng cái máy laser ấy, máy laser nó cài đặt từng sóng của từng người và nó hiệu quả luôn. Ok, cảm ơn em gái nha.